Rồi. À, mình đi chiếc Nissan này có đi ké không anh à? Nó tới V6 đường 4 chấm. Kinh dị không? À, rồi, cũng ngang ngửa với lại lăn rui rơ. Rồi em ráp cái đó vô đi Tùng. À. Cái đó vô. Em mở ra làm bên máy bên này. Đây đường ngôi nhà mình đi ra nè, đẹp không? Ồ, nhìn đã dễ sợ luôn. Ờ, đẹp hơn luôn ha, nhìn rất là đã luôn. Đường đẹp lắm, này công viên nè. À, công viên nó có một cái đường ngang qua là có người đi bộ nè, có cái bảng là đi bộ nè, phải chú ý nha. À, à. Giờ mấy em cẳng dài đi qua lại. Ồ, cẳng dài. Giờ ờ, còn đèo dốc đường mòn quanh co rồi đó chưa, đèo dốc rất là đã luôn, không khí thì thôi tuyệt vời, khói bụi gì đâu, đã lắm. Nhưng mà nếu mà ai mà dị ứng phấn hoa là hơi mệt nha đó. Nãy anh làm qua nhảy mũi đó thấy không? Ờ, phấn hoa là mệt á. Thông nè, coi thông nè, thấy chưa đó. Hy vọng em đừng có bị gì nữa. Đã. Ồ. Quá tuyệt vời chưa. Đó. Thông nè. Đường xá đã lắm các bạn ơi. Cái ông Sơn đó không biết ông ở Việt Nam hả? Bây giờ vô đổ xăng nè. Quick trip đổ xăng. À, số là số 9 nè. Tại vì mình chưa có thẻ nên mình phải vào đây mình nói đổ bao mấy chục đồng hay gì đó thì nó bấm cho mình ra mình bơm thôi. Còn có thẻ thì mình tự mình đổ thôi. Mua thuốc hút cũng phải có license nha. À, mình đưa 30 đô chờ gửi thuốc, còn nhiêu là xăng. À, không? Nhưng mà gửi thuốc thì phải có license mới hút thuốc được. Ở đây có chiếc GMC đẹp quá không? Xe mình xe của Quốc đằng kia. À. À. Rồi. Trả tiền ở trong kia rồi ra đổ xăng ở đây nha. Đó. Trong đây. Rồi bấm 87. Rồi. Bấm 87. Giờ bấm số 87 nè. Chưa được. Được rồi, nó lên xe là được rồi. Đó, giờ đổ. Rồi bấm đi. Cây xăng này là cây xăng WT WT trip. À, quy thi là quan tùng luôn á. À. Vậy thôi. Ờ, chiếc xe thì bé tẹo mà dựng nguyên cái xe đạp lên luôn, mấy xị anh em. Đường vào nhà đẹp ghê. La đỏ. Xuống một dốc là tới nhà. Thấy không? Cái khu đi chạy vô nó đâu có đỡ chữ giống như mà về xe buýt đâu thấy không? À. Nó đâu có đỡ đâu biết. Đỡ khu về. Tới nhà.